À, bây giờ là 5 giờ 40 phút chiều tối này. Hà Nội vào ngày mùa đông rồi, trời rất là nhanh tối. Mới có 5 giờ 40 phút thôi mà trời đã tối rồi. Đây là cái chuyến hàng cuối cùng cho khách lẻ. Cái buổi trưa hàng đi cho khách buôn rồi. Đây là hàng chuẩn bị xuất cho mang đi gửi bưu cục cho các bác mua lẻ. Đang đợi bưu cục đến. Nó trên không dầu Capen này. 2 gút này. S19, 2 gút S20 này. Đây là lò chiên không dầu Kibo. Còn đây là 2 gút S20. S20, S19 Kibo. Toàn các dòng thương hiệu lò chiên không dầu cao cấp bản các bạn. Cải tiến mới nhất năm 2022, nhiều chức năng. Lòng nồi inox, vỏ kim loại, phụ kiện 9 món inox. Liên hệ Thành được số điện thoại 0949873111, Zalo 0972802081. Xem hàng trực tiếp tại địa chỉ Lam Sơn, Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội.